ghế bình thường. Quê ở đâu? Dạ, quê con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Con ở Sa Đéc, ghế Sa Đéc luôn cô. Em ơi, chị nè. Dạ chị. Ở đâu? Sa Đéc bước qua sông cái tới nhà em liền. Sa Đéc bước qua sông tới nhà em ở Cao Lãnh. Đúng rồi. Ủa em, cái sông đó là sông gì? Dạ sông Tiền, cô mới đẩy con xuống đó. Cô Khả Như, con gái phải tin cô nghe chưa? Dạ. Tại sao mà gọi là bà già gân? Bà bán bò viên, bà bán bò viên. Cô Khả Như, con gái phải tin cô nghe chưa? Dạ. Câu hỏi dành cho cô Khả Như. Dạ. Cụ bà Kitty, 103 tuổi ở Mỹ đã lập kỷ lục Guinness thế giới ở bộ môn nào? A. Nhảy bungee, B. Nhảy dù và C. Nhảy cầu. Trời ơi, nhảy cầu. Nhảy cầu đó. Quá dễ luôn, con nghe là con biết liền. Cụ già đó leo lên đọt dừa trong vòng 5 phút và phóng xuống cầu. Là sao ạ? Mặc đồ Kitty nhảy cầu. Nhưng mà thật sự là tại sao mà gọi là bà già gân? Bà bán bò viên. Gì vậy? Sao đây bò viên? Lê Dung Bảo Lâm đóng vai chồng chị coi. Bạn trai nè. Anh gì cưng? Đợi em có lâu không? Trời ơi, lâu quá, đọc 8 tiếng đồng hồ rồi. Vậy hả? Sao anh không mua gì tặng em hết Dung vậy? Bây giờ em thích cái gì anh mua tặng cho em nè. Em thích bông. Bông hả? Em thích bông hồng không? Dạ không. Bông huệ. Dạ không. Bông dâm bụt. Dạ không, em thích bông gân. Từ đó về sau chia tay, bà hận quá. Bà quyết định bà bán bò viên gân để mà bà tôn thờ mối tình đó. Từ đó về sau là bà già gân đó. Ôi ơi. Một câu chuyện cô kể còn không tin lắm luôn. Nhưng mà nó liên quan gì tới chuyện nhảy cầu, nhảy bưng chi? Đúng rồi đó nhảy... cô, nó liên quan gì tới nhảy cầu vậy? Nãy giờ là em kể bà già gân kế nhà em. Còn cái đáp án của anh Giang thật sự đó là bà già đó mặc đồ Kitty và nhảy bungee. Bungee hả? Bungee nhảy sao? ST! Bungee nhảy sao em? Bungee là mình cột cái dây vô cái chân gì nè, xong rồi mình lao người xuống một vách núi hay là một cái độ cao nhất định. Lựa chọn cuối cùng của Khải Như là bungee. Tin hay không anh Thư? Dạ con tin. Tin. Con bé nó mới 19 tuổi. Nó mới bước vào đời mà nó gặp gây ma quỷ không? Cô cũng mong là cô đúng đó con. Lựa chọn của anh Thư, tin vào cô Khả Như là lựa chọn. Không chính xác. Ai da. Xin lỗi con nha, cô không rành. Con bé suy sụp rồi kìa. Buồn luôn con. Đáp án phải là nhảy dù. Nhảy dù. Cụ Catherine Kitty Hoggins đã thực hiện nhảy dù với độ cao khoảng 3.000m. Con trai bà đã nộp đơn lên tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới nhằm xác lập kỷ lục cho mẹ ông với hạng mục là cụ bà lớn tuổi nhất thế giới nhảy dù có người hướng dẫn. Đam mê trò chơi mạo hiểm quá. 100+ tuổi mà quá dữ dội luôn á. Dù cô coi như kể câu chuyện đậm chất bò duyên nhưng cũng không mang về cho con một kết quả tốt được. Một dấu o tròn nữa thuộc về Khôi. Chúc mừng. Trời ơi. Cuộc chơi có khả năng dừng lại hơi sớm. Cô ơi, cô không cố ý. Dạ, em chọn gái Huệ và Hoàng Yến ạ. Ok, cảm ơn em. Chào mừng em đến với người chơi hay xíu màu ha. Câu này chưa chắc ý trả lời được. Chưa gì mà anh đánh tâm lý người ta rồi. Đây là câu đố thiên về người phụ nữ. Ủa anh coi em đã gì vậy? Cô Yến là phụ nữ mà. Anh quá đáng nha. Theo kết quả của một cuộc khảo sát của... Ồ, cái tên thì mình giấu ha. Bởi vì đọc cái tên này ra là biết đáp án luôn. 65% phụ nữ đều làm việc này mỗi ngày. Đó là việc gì? Với một người phụ nữ nết na, hiền dịu, hiền thục như Võ Hoàng Yến ngồi đây, thì cái việc mà mình làm mỗi ngày đó chính là Khẩu nghiệp. Ủa sao cô giáo mà khẩu nghiệp trời ơi. Nhưng mà đó là việc của cô giáo thôi. Còn với những người phụ nữ khác không duyên dáng, không nhẹ nhàng như cô giáo, thì họ sẽ thích một công việc chẳng hạn như là nấu ăn. Một công việc có những người rất là đam mê. Ví dụ như là anh Giang không phải là phụ nữ đi, nhưng anh Giang cũng thích nấu ăn. Mặc dù là nàng đàn ông nhưng cũng thích nấu ăn. Suy ra tất cả phụ nữ đều thích nấu ăn. Ủa? Em đâu thích đâu chị. Em về bé đó. Cũng hợp lý. Làm việc này mỗi ngày hả? Em nghĩ là mặc quần áo. Ai cũng mặc nha, con trai cũng mặc. Mấy người còn lại ở không á. Không mặc gì hết á.
nấu ăn có người không nấu chứ. Thì bởi vậy người ta mới nói là 65% trang điểm không mà. Ví dụ như mà 90% thì mới trang điểm. Make up có những người không make up. Không, make up là 90-80% là nhiều lắm. Khô thân lính, tin hay không? Dạ em không tin à. Không tin à. Vì sao? Tại vì em thấy cái việc nấu ăn ở trong thời buổi hiện đại không nhất thiết là một cái chuyện mà nhiều người sẽ làm. Tại rất nhiều chị em bây giờ là thường đi làm những công việc khác, họ sẽ không có nhiều thời gian cho nấu ăn. Chúng ta dành vài phút giao lưu với con bé. Con mới lớn, cái con lỡ tin cô Khả Như á. Con bé còn hận. Ý con là nếu như là cái cô Yến trả lời là nấu ăn có đúng không? Dạ con nghĩ là chắc không á. Tại vì con cũng nghĩ giống như anh á, là đâu phải là cứ nữ là nấu đâu. Bây giờ là hàng quán quá trời. Với lại những người như chú Giang đi chẳng hạn là nấu ăn quá giỏi rồi, vợ chỉ việc ăn thôi, đâu phải phụ nữ nào cũng nấu. Mà tới 65 người là nhiều. Giả Phương là không nấu luôn. Cái đó con không biết, con chỉ biết là có người nấu thì có. Nhưng mà biết ăn. Đâu biết đâu là em là nằm trong 35% người còn lại thì sao? Còn em 65% nghĩ là chảy đầu á. Con gái không có tóc còn phải chảy đầu. Cái đó là cái thiết yếu rồi. Mà 35% còn lại là tóc ngắn. Bé thì sao? Sao chảy hả? Tóc ngắn cũng chảy mà cô. Chảy đầu mặc quần áo là cái chuyện đương nhiên rồi, đố chi nữa. Thưa quý vị, lựa chọn không tin đáp án của Hoàng Yến là một sự lựa chọn. Một công việc có những người rất là đam mê. Ví dụ như là anh Giang không phải là phụ nữ đi, nhưng anh Giang cũng thích nấu ăn. Mặc dù là nàng đàn ông nhưng cũng thích nấu ăn. Suy ra tất cả phụ nữ đều thích nấu ăn. Dạ em không tin ạ. Một sự lựa chọn. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Wow. Thắng rồi. Hay quá chàng trai trẻ. Ai biết cái việc đó là việc gì ạ? Đánh son. Make up, make up. Đánh son là chính xác. Đánh son. Will giỏi quá à. Will thật sự là ngôi sao luôn á. Will hay quá nè. Hồi nãy Trường Giang không đọc cái tên. Will am hiểu phụ nữ. Vì nó liên quan. Đọc cái tên là biết. Cái tên là gì anh? Theo kết quả của một cuộc khảo sát của Lipsos. Dạ, có nhiều phụ nữ không phải là lúc nào cũng thích đánh son. Đúng rồi. Đa số. 65% phụ nữ dùng son mỗi ngày và 25% phụ nữ cho biết họ sẽ không ra đường nếu không đánh son. Ồ. Oh. Tức là không tự tin á. Ví dụ như chồng Harry không xịt dầu thơm đừng hòng đi ra đường. Đúng rồi. Có những người có sở thích và cái sự tự tin nằm ở đó. Giống như Trường Giang có mấy ông anh đi diễn á. Không dễ đâu là không diễn được. Vậy còn, vì họ không tự tin. Vậy còn anh Giang? Không mang dép tổ ong không ra đường. Không kéo quần cặp cao không diễn được. Đâu có, bình thường. Phải dễ ra. Anh Giang có gì mà không làm mà không ra đường được không ạ? Đúng rồi. Anh thì bình thường, không có kỹ gì mà không có này, không có kia, bình thường. Quê ở đâu? Dạ, quê con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Con ở Sa Đéc, kế Sa Đéc luôn cô. Em ơi, chị nè. Dạ chị. Ở đâu? Sa Đéc bước qua sông cái tới nhà em liền. Sa Đéc bước qua sông tới nhà em ở Cao Lãnh. Đúng rồi. Ủa em, cái sông đó là sông gì? Dạ sông Tiền, cô mới đẩy con xuống đó. Sao cô giống mạnh bà vậy trời? Không sao ạ. Con gái, mình sẽ qua sông bằng một chiếc du thuyền. Vì mình đã có trong tay 4 triệu đồng, xin chúc mừng. Yeah.